Vâng, cơ sở đồ gỗ Tùng Tám xin kính chào khách nhé. Hiện tại đang là buổi chiều của ngày 10 tháng 12 năm 2019. Thì trên màn hình quý vị hôm nay chúng tôi vừa hoàn thiện xong một bộ bàn ghế nghê đỉnh tay 14 bao gồm 10 món bằng chất liệu gỗ hương đá Nam Phi. Thì bộ bàn ghế này chúng tôi vừa hoàn thiện theo yêu cầu của anh Đức ở tại Mỹ Đức, Hà Nội. Hôm trước anh đã lên ký duyệt phần mộc của sản phẩm rồi, hôm nay chúng tôi đã hoàn thiện lên. Tôi có quay lại một video làm kỷ niệm với anh cũng như là giới thiệu đến các bạn. Thì đây là tổng thể của bộ bàn ghế đây, quý vị thấy được rất là hoành tráng. Anh sắm thì một lô sản phẩm bao gồm có bàn thờ, đồng hồ và kệ tivi. Tuy nhiên là hôm nay chúng tôi chỉ kê được bộ ghế ở đây thôi chứ không thể kê được tất cả lô sản phẩm của anh ở đây. Tôi chỉ quay bộ ghế và chiếc đồng hồ, còn chiếc kệ tivi và bàn thờ thì tôi sẽ quay ở video clip khác. Đây là tổng thể bộ bàn ghế quý vị nhé. Thì tôi sẽ đi lướt một vòng quanh để cho quý vị xem được chi tiết của bộ sản phẩm. Đó, khi kê vào ngôi nhà thì cực kỳ là hoành tráng luôn. Tay 14 và được chạm mẫu nghê. Bao gồm 10 món là một đoạn dài, 4 ghế nhỏ, 2 đun trà và 2 đun ngồi. Đây tôi giới thiệu chi tiết, đây là chiếc ghế nhỏ. Toàn bộ là phần khuôn tranh là dày 4 phân, ván dày 2 phân. Tay chạm nghê, yếm cong, yếm sen dẹo. Đã được hoàn thiện BU bóng mờ rồi. Đó, phần vách là được chạm tứ quý tùng trúc cúc mai hoa nở 4 mùa. Còn đây là phần trương ghế. Trương ghế được chúng tôi được chạm rất là sắc nét và sâu, kênh bong và hoàn toàn thủ công bằng tay. Còn trương ghế này chúng tôi chạm hoàn toàn thủ công bằng tay nha quý vị nhé. Đây tôi có thể đưa máy cho quý vị xem được con nghê này. Hoàn toàn khác biệt với những sản phẩm khác trên thị trường. Đây là chiếc đun trà thứ nhất này. Chiếc ghế con thứ hai này. Bộ bàn ghế này kê vào phòng khách thì đảm bảo là rất là đồ sộ nhé. Đó, phần trương ghế. Cột của phần gỗ lạt rất là đẹp. Đây là hai chiếc ghế con thứ nhất. Đây tôi quay chiếc đoạn dài. Đoạn dài là vách tứ quý tùng trúc cúc mai. Giữa có kẹp chống dòng hóa. Đó, phần trương ghế này, phần đặc sắc nhất thì quý vị thấy chúng được chạm. Hai nghê, hai chúng nghe hai bên là chầu quay ngoảnh mặt vào. Còn nghê giữa là nghê chúa. Ngoài ra có mặt hổ phù. Đó, vân gỗ hương đá đây. Quý vị thấy thêm vân gỗ hương. Mặt liền tấm dày Thì đây là phía trên trong này một chiếc đồng hồ cô tiên bằng chất liệu gỗ hương đá. Hương đá Nam Phi. Anh sắm của cơ sở chúng tôi rất là nhiều đồ. Chọn bộ nội thất phòng khách cũng như là nội thất phòng thờ luôn. Đó. Đồng hồ cô tiên gỗ hương đá. Tiếp theo là những chiếc ghế con. Tôi quay hết một vòng chi tiết bộ sản phẩm này giới thiệu đến quý vị các bạn. Ngoài ra thì chúng tôi cũng đang nhận đặt rất là nhiều những cái bộ sản phẩm mà nghê đỉnh như này, cũng bằng chất liệu gỗ gõ đỏ. Gỗ gõ đỏ thì là sẽ mức giá tiền nó sẽ nhẹ nhàng hơn gỗ hương đá một chút. Thì vài hôm nữa chúng tôi sẽ hoàn thiện lên một bộ bàn ghế cũng như này, mẫu y hệt như này nhưng bằng chất liệu gỗ gõ đỏ cho quý vị sẽ có thể tham khảo được. Một khách hàng cũng rất gần cơ sở đây. Phần bàn này chúng tôi là đục tứ linh nhé, mặt đục tứ linh, vân gỗ rất là đẹp, vân gỗ hương. Đó, quý vị thấy đây, vân gỗ hương hoàn toàn tự nhiên, cực kỳ là đẳng cấp luôn. Tôi lùi xe rồi kìa anh.
Tôi quay lại một vòng tổng thể của bộ ghế cho quý vị hình dung được cái độ đồ sộ của nó, cực kỳ là đồ sộ luôn. Đó, quý vị thấy được từ góc máy này, quý vị thấy được độ hoành tráng của nó như nào. Anh còn đặt chúng tôi một chiếc kệ tivi là dài 3m2 nữa, nhưng tôi sẽ quay một video clip sau. Để hiện tại tôi không thể bày chiếc kệ tivi ra đây được vì nó quá to. Thì trong video clip này tôi xin chỉ giới thiệu bộ bàn ghế nghê đỉnh cột 14 gồm 10 món này thôi. Mọi người có nhu cầu hãy liên hệ tới xưởng đồ gỗ Tùng Tám nhé, theo số điện thoại là 0987 510 86. Cơ sở có địa chỉ tại Văn Khúc, Cẩm Khê, Phú Thọ. Rất là hoành tráng. Ok, xin chào mọi người nhé. Mọi người hãy bấm like và đăng ký kênh để có thể theo dõi được những sản phẩm mới nhất của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.